cô đi, cô đợi đây, cô đi. Loa loa loa, chào các chị yêu nha. Hôm nay em Cua Đồng Vinh Nhật đây, tiếp tục Cua Đồng Vinh Nhật nha. Chào chị Huyền Mai nha, chào em Phúc Tiên nha, chào tất cả các chị yêu nha. Chắc là mấy bé nhân viên nhà chị cho đi rồi đấy em. Chắc là mấy bé cho nhân viên đi rồi, chị để chị từ qua nó chị làm việc ở bên kho này á. Chắc ở nhà ở bên shop Nhật á. Ở bên shop Nhật á chắc là mấy bé nó cho đi rồi. Chào chào em Thanh Lê nha. Dạ hồi nãy em khui kiệt VIP và bữa nay em khui hết ở khu vực sau đó, nhiều lắm chị ơi, khui không có sức khui, khui chừng nào mệt thì ngủ ấy, chị ơi. Chào em Nhi Nhi nào, chào em Nhi Nhi nha. Hồi nãy là em khui một kiện viên nhật VIP với lại một kiện đầm nhung. Bây giờ thì cô kiện đầm nhung cho biết, nhưng mà ơi trời ơi, kiện đầm nhung đẹp quá, kiện đầm nhung quá trời đẹp à, toàn vin toàn là form đẹp thôi. Bây giờ thì qua đây khui quá trời này các chị thấy không, khui cho nào mệt thì nghỉ thôi. Đẹp hả, chị không biết nó đẹp không em ơi, chưa khui bao giờ, các em có nhìn thấy ai khui bao giờ chưa, ra như vậy là đẹp hay không? Mà nó mới lắm, nó có còn tem nhiều lắm, nó còn tem nhiều lắm mà nó chị chưa khui bao giờ, khui cho biết mà. Chào các chị yêu nha, ai chưa ngủ vào đây chị cũng nhìn nhung à. Ô thế thì chị xuống lắm chị ơi. Ồ chị coi hồi nãy chưa, chị coi em vui nãy chưa, kiện nhung em vui nãy chưa đấy, toàn form đẹp thôi, thích lắm. Em chưa vui bao giờ mà em thấy thích này. Để em giặt ủi xong đi, các chị thích cái nào và ủng hộ em nhé. Khui cho biết đó, biết đây. Khui cho biết với người ta. Còn sẵn ở đây chụp kiện đấy, khui khui được sức, khui được đến đâu thì khui, chừng nào mệt thì ngủ thôi. Khai đao, khai đao, khai đao, cầu xin hôm nay cô được nhiều sản phẩm ở trong những kiện này ha. Cái kiện hồi nãy là kiện tuyển cho nên là nó toàn là vin thôi, còn bây giờ là cái kiện này là cái kiện là mình đi đào bới siêu phẩm đây, bởi vậy cho nên là cầu xin làm sao hôm nay đào bới được nhiều siêu phẩm ha.
Các tình yêu ơi, mỗi người giúp em một chút chia sẻ nhá, mỗi người phụ cầu cho em một câu nhá, để cho em khui được nhiều siêu phẩm nhá. Khui được nhiều siêu phẩm thì em lại bán giá hữu nghị cho các chị đúng không? Đấy. Đi đào bới siêu phẩm đây. Con Vin tèn ten tèn, tèn một con Vin để chứ mở hàng nha, mở đầu là một con Vin ly quạt nha, một con phong âu ly quạt, ly xòe quạt nha, gấm 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 đẹp quá. Thank you.
thôi, còn mới vợ đóng chảy mỡ mà trong mặc áo đấy được không? Dài đâu? Hả? Pin nó đâu? Pin thôi. Cái đó. Để đỡ nó đi hết kiện luôn ra, để đỡ đó. Còn cái này còn nhắn ấy, cái này để sáng nó tí nữa. Ô cái này vợ để ấy mà, vợ để tí nó khỏi biết mà. Ôi trời ơi, bắt một con nữa. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Yêu quá. Sao mà tay chú Phương này thơm vậy? Tay mình thơm quá à. Tay mình quá thơm luôn ý. Đẹp quá. Ủa con này đẹp quá này các tình yêu. Chị ơi con này đẹp quá này. Đẹp chưa? Ôi, cái bóp con này đâu đẹp vậy chồng? Có bóp mình vợ ông đây. Đẹp vậy. À, đẹp quá nè. Đẹp quá chồng ơi, con này đẹp quá à. Trời ơi, trời bóp con này đẹp quá chồng. Chồng ơi, con mới đẹp quá, các con rất là bình thường luôn. Để về khi ổn lên để có phối mấy cái đầm. Đẹp quá à. Ô con viên này đẹp quá này.
đầm đi Nhật nha các chị yêu ơi. Khôi đầm đi Nhật nha. Ôi mẹ ơi, áo Vin đẹp chưa? Ôi áo Vin đẹp quá. Em kia để sạch sẽ ha. Chồng ơi, chồng ngồi đây. Kiểu giò quạt nó bay qua đây chồng. Quay vô mũi chồng á. Nó bay vô mũi chồng á, hiểu không? Sao gì, mũi bay vô mũi sao gì? Bóng của gì vậy? Ô đẹp quá. Trời ơi, coi đẹp quá. Mùi đó ngon.
đẹp đẹp chưa? Đường xeo. Ồ, con đẹp đấy. Ồ, con đẹp ghê ta. Đẹp. Con này bên lùng quá trời ta. Trời ơi, con này nguyên tem á. Trời ơi, sang chưa? Con sang nhờ. Hả, con sang vãi. Trời ơi, con sang chưa? Cái dây gọt cần thì đẹp quá nè trời. Con này đẹp quá. Ừ, con đỏ đẹp quá. Đẹp không?
hay gì đấy. Cút mẹ đi. Trời ơi, cuối đời là con Lan bị Điệp cướp mất Lan của tôi. Trời ơi, đẹp quá à. Cái con này mới quá à. Ô đây này, trời ơi, cuối đời vẫn còn gặp Lan đây này. Ôi, vẫn còn gặp Lan nữa đây này. Tâm thề luôn, chỗ này của vợ luôn chồng, thề chỗ này là chỗ của vợ nè, chỗ người ta đang test hàng mà test bên kia kìa. Ừ, ừ. Con biết lưng của người ta, lưng tự tư của người ta mà. Trời ơi, con này đẹp quá.
lắm anh. Rút con kia nó rớt xuống. Ủa là sao? Ủa là cao có đầm của bọn đấy hả? Chơi xấu tính rồi. Trời ơi con này đẹp quá, màu rêu đẹp quá. Sao màu rêu ở ngoài xanh lè rồi mà ở trên hình nhìn nó như cứt ngựa ấy chồng ạ. Cái màu bợt 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 như cứt ngựa. Màu rêu ở ngoài đẹp quá, đẹp. Đẹp quá, xương trên lai như cứt ngựa. Tôi có đọc bình thường anh ơi, dễ thương vậy. Đẹp rồi. Con đồ bay đẹp quá à. Màu rêu xanh đẹp quá à. Sao nhìn cái lai nhìn cái tổng vậy đó. Ôi chồng ơi, con áo siêu phẩm mà được đi, chúa tôi vậy, chúa tôi. Chúa tôi. Một cái áo mưa cái gì chồng ơi, cái ghê quá. Chúa chồng mình cũng rắn đâu. Đẹp.
với tiểu thư. Ôi tưởng là con bình thường, anh cũng đỡ cũng dễ thương. Con thấy ghê lắm chẳng không? Cô cái lông đẹp vậy, cô cũng bắt bông báo đẹp. Làm việc cả mình. Trời đất ơi. Được có pin.
không có vàng nữa, xanh đỏ vàng, những cái cây, cây gì, cây cây thể xanh đỏ. Cái nồi nó lên luôn. Đó này.
nó đẹp gì đâu gì đó.
Đen không mà sao? Thế sao chồng giống vợ mà giống như cái nãy giờ? Điện cái đó nãy giờ. Thank you.
dây mình tay một bài giờ cùng bây giờ. Đầm hai dây rồi rồi ra đeo đâu? Có con một xe điên chưa? Rồi, ba xe điên. Cuộn cho đấy nó trồng nhiều vậy, rồi sáu cái, chục cái quá, bảy cái, bảy cái, đó cho mấy, tám cái, chín cái, cuộn về trời vui vòng pin mà nhét vô cái đó cho ta người ta sao bán. Cái kiểu này chán rồi đúng không? Cái chán quá rồi.
hú vào đồ ra cho ta. Xong còn bỏ đầm rác vô đùa ta đúng không? Đầm bách quả. Bách quả trong người đưa cho ta nhiều biết. Cái gì này nó màu buồn vậy, màu gì mà nó buồn thế trời, màu này màu đất hay màu gì buồn như là chúa.
này đẹp chứ. Đường thích con đồ bay kiểu này đúng chú. Tôi ghét tôi quá đi. Thank you.
vậy. Ờ, cắt nó chán rồi. Chồng cắt đi, vừa cắt xui quá. Nó còn ra đồ bay mà ứng quá. Cái quả đó. Ừ. Ủa, cái quả này được mà nó là cái gì? Cứ nhẽ đi. Cứ ngồi đây xem rồi. Hít hết ba cái đồ yêu đồ quỷ đấy. Đó nghe. Đưa cho ta Papillon đi. Đây con vậy.
xéo nó bao rồi.
chim luôn. Con này thì đi nám má, nám mạng rồi. Phải quần vào đây nhé. À, con nhìn thấy con này, con thấy mà buồn quá, không muốn rò tay vô luôn về. Vãi. Đấy, cái con tơ đẹp. Nó sẽ mà buồn dữ đấy. Hai người sang đấy. Giờ chụp được ghê quá, cầm con pin mà giật bạc bạc thế thế sóc cái đột mình phải quật cái ta nữa. À, con này cũng đẹp. Ồ, con này đẹp chưa? Đẹp quá. Vàng này đi. Trời đang vàng này đi. Cho bộ ấn vàng đi, năm này giật nhẹ thôi, đứt hết nách rồi. Nhịp mà sát luôn.
Bội à? Tới cái ổ rồi, cút ra đi. Cho người ta con đi. Nó còn phối vậy đấy chứ. Trời ơi, cho người ta con đàng hoàng tử tế đi. Này cho này. Mát rồi, có tem luôn đồng. Ủa trời. Từ đó giờ cô Vin cả chục năm trời mà bữa nay vợ nhìn thấy con này nó mới là sáng đẹp chồng. Từ trước giờ mình vui con này nó toàn là cái màu giống như cái màu cháo lòng đó chồng. Má nó tổng. Bữa nay là con này quá xuất sắc. Chứ ai đục đến nó còn mới nguyên. Trời ơi, má ơn thiêu. Một lần mình vui cái con quỷ ra nó ra cái màu cháo lòng nó ghê lắm. Có biết màu cháo lòng không chồng? Ngực mà này vào cho bố thần. À quần nó nào cười mất đấy. Mẹ quần này mà bỏ cười đúng không ạ? Cái nào cười quần mất đấy trời. Nhìn mặt là tối. Chán cái đời. Còn đi ăn rác cho chồng thôi, đừng có điện người ta nữa, người ta ăn rác từ đầu đến cuối rồi. Cho vào con này nè, nấu vào. Không. Quyết định sáng suốt bóc vào nhục mặt rồi đi nữa cái kiểu đấy rồi.
bên chồng đó, cái cào của chồng ra đó. Cuối đời gặp con Lan. Ủa ôi con này nó thuộc đây. Ôi trời ơi, cái màu buồn lắm chồng ơi, trời ơi, cái màu nó buồn lắm chồng ơi.
sao ấy. Nguyên kiện là chị đồ ngủ thôi. Ừ, quần hoa. Mấy cái quần rồi, cũng 4, 5, 7 quần rồi. Con nào cởi quần mất đấy. Mấy con mẹ làm xong mệt quá, chiều rồi về cởi quần mất ra, về khỏi giặt. Đi đường cho em hiếp mẹ. Mà kiện viên toàn quần rất kỳ ơi. Thank you.
cho người ta mà. Thỏ đã vô. Được một con. Ê, nó có định bỏ đi nãy giờ đấy. Được con ăn ủi. Nghỉ do mệt quá.